kim ngạch xuất nhập khẩu tỉnh Quảng Trị tăng mạnh. Ngày 27 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có buổi làm việc trực tuyến với đoàn công tác của chính phủ do lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì về tình hình sản xuất kinh doanh, các khó khăn, vướng mắc về giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai trên địa bàn. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Nhân dân Quảng Trị thông tin khái quát về nội dung. Tính từ đầu năm đến ngày 15 đến ngày 2 tháng 2024, huy động vốn trên địa bàn tỉnh này đạt 34.171 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 50.697 tỷ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 444.743 tỷ đồng, tổng chi ngân sách địa phương là 983.426 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị đã thu hút 6 dự án đầu tư với số vốn đăng ký hơn 1.784 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh này đạt 98,91 triệu đô la Mỹ